Xin chào quý anh chị nhà đầu tư và xin chào các bạn. Theo như yêu cầu của các bạn và một số câu hỏi của quý anh chị khách hàng đặt ra, đó là về việc nhờ sự hỗ trợ của ngân hàng để đầu tư bất động sản có lợi hay không. Và như anh chị cũng đã biết thì nếu anh chị có sẵn nguồn tiền để đầu tư bất động sản thì sẽ tạo nên cái nguồn lợi nhuận cao hơn. Nhưng vẫn có cách để cho quý anh chị giảm thiểu tối đa lãi suất và phí phạt trước hạn nếu như anh chị dùng phương thức hỗ trợ ngân hàng. Thì hôm nay Trúc Loan xin chia sẻ một số vấn đề và thắc mắc trong lòng quý anh chị khách hàng và những cái mẹo hay để quý anh chị khách hàng hưởng được nhiều cái chính sách ưu đãi từ ngân hàng và chủ đầu tư. Như anh chị quý nhà đầu tư cũng đã nắm rõ thông tin tổng quan của dự án căn hộ nghỉ dưỡng Takase Ocean Suite. Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Takase Ocean Suite là dự án phân khúc thuộc căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp do Nhật Bản kết hợp với tập đoàn bất động sản Danh Khôi làm chủ đầu tư. Như quý anh chị nhà đầu tư cũng đã nắm rõ thông tin về tổng quan của dự án căn hộ nghỉ dưỡng Takase Ocean Suite. Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Takase Ocean Suite thuộc phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp do Nhật Bản kết hợp với tập đoàn bất động sản Danh Khôi làm chủ đầu tư. Nhật Bản đầu tư cái nguồn vốn này về Quy Nhơn, Bình Định vì nhận thấy rõ được tiềm năng về vị trí đắc địa và tỷ lệ khai thác du lịch khá cao. Và hiện tại thì dự án căn hộ nghỉ dưỡng Takase Ocean Suite cũng đang rất hot trong thời điểm này. Vì hiện tại dự án mới bước vào giai đoạn đầu của việc khởi công nên dự án được chủ đầu tư hỗ trợ rất nhiều về mức giá đưa ra và tỷ lệ chiết khấu cao. Vì vậy có rất nhiều khách hàng đang quan tâm và booking dự căn rất nhiều. Trong số đó có nhiều khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh thì họ có thể sở hữu căn hộ của mình một cách dễ dàng và với phương thức thanh toán chuẩn hoặc phương thức thanh toán nhanh. Nhưng trong số đó có một số khách hàng với tiềm lực kinh tế yếu nhờ đến sự hỗ trợ của ngân hàng. Chính vì thế, hôm nay Trúc Loan sẽ phân tích cho quý anh chị khách hàng nhà đầu tư hiểu rõ hơn về quy trình vay và đầu tư trong cái thời điểm nào là sinh lời nhất. Quý anh chị hãy nhìn trên tay của Trúc Loan đang cầm thư ngỏ của ngân hàng BVCombank. Đây chính là ngân hàng hỗ trợ chính cho dự án căn hộ nghỉ dưỡng Takase Ocean Suite. Mời anh chị xem trên màn hình. Trên màn hình này chính là thư ngỏ của ngân hàng BVCombank, ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh. Xin gửi tới quý công ty, quý khách hàng lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Với mong muốn đưa ra chính sách sản phẩm tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng khi mua tại dự án hạng mục chung cư cao tầng thuộc phân khu 4, khu đô thị du lịch sinh thái Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn, BVCombank đã xây dựng gói sản phẩm lãi suất ưu đãi, lãi suất vay ưu đãi cùng nhiều cơ chế chính sách chi tiết như sau. Thì anh chị nhìn lên cái mục đây. Đây là cái mục tiêu chí. Phía bên tay trái là mục tiêu chí, bên tay phải này là nội dung chi tiết. Thì hôm nay Trúc Loan sẽ tư vấn kỹ cho với anh chị nào muốn dùng cái phương thức thanh toán cho vay để anh chị hiểu rõ hơn. Về ở cái mục 1 này chính là tỷ lệ cho vay. Thì tỷ lệ cho vay là bên ngân hàng BVCombank sẽ cho chúng ta vay là 75% giá trị hợp đồng mua bán. Và cái mục thứ hai này chính là mục đích cho vay, thì nó có 3 mục đích. Đó là mục đích là mình vay mua bất động sản trực tiếp từ chủ đầu tư. Thứ hai là vay mua để chuyển nhượng. Và thứ ba là hoàn vốn tiền đã thanh toán cho chủ đầu tư. Thời gian vay là chúng ta có thể vay lên đến 25 năm là 300 tháng. Và cái mục quan trọng nhất mà Trúc Loan muốn chia sẻ cùng với quý anh chị khách hàng đó là cái mục thứ tư này. Đây, chính là cái mục lãi suất cho vay và phí trả nợ trước hạn. Thì ở cái mục này thì cái phần nội dung này nó có là 4 cái ưu đãi 12 tháng, ưu đãi 18 tháng và ưu đãi 24 tháng. Và tiếp theo nữa là ưu đãi 36 tháng. Thì Trúc Loan trở lại cái ưu đãi 18 tháng, 12 tháng này. Đây, đây chính là cái ưu đãi 12 tháng. Thì cái ưu đãi này thì bên ngân hàng BVCombank thì nó áp dụng cái lãi suất ưu đãi này cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022. Có nghĩa là bây giờ là trong tháng 8,
cuối tháng 7 đầu tháng 8, thì kể từ bây giờ đến tháng 1 năm 2022, nếu như anh chị mua sản phẩm bên Trúc Loan nhờ hình thức vay ngân hàng thì sẽ được chiết khấu, thì sẽ được là lãi suất ưu đãi. Thì bây giờ Trúc Loan sẽ tư vấn kỹ hơn để cho anh chị nắm rõ nhé. Vâng, về cái phần ưu đãi 12 tháng này á, thì nó có hai lựa chọn. Thời hạn vay là anh chị là vay và trả gốc là phải là từ 36 tháng trở lại, thì anh chị sẽ được ưu đãi 12 tháng. Thì ưu đãi 12 tháng đó là lãi suất ưu đãi này, thì bên ngân hàng BVCombank sẽ giảm xuống là còn 6.2%. Đó, ở cái lựa chọn 2 á thì nó còn là 6 chấm. Thì để Trúc Loan giải thích là cái mục này là 6.2%, thì khi mà chúng ta hưởng xong cái phần lãi suất ưu đãi xong á, thì sang cái phần này là lãi suất sau ưu đãi. Lãi suất sau ưu đãi thì gồm có là lãi suất cơ sở cộng với biên độ 3.0. Lãi suất cơ sở đó có nghĩa là lãi suất thông thường theo quy định của nhà nước đó, chẳng hạn như là bình thường là khoảng 8.0 hay là 9.0 gì đó cộng với biên độ đó. Thì sau hai cái mục này thì qua cái mục này sẽ là phí trả nợ trước hạn. Đây là cái thời hạn kỳ vay của chúng ta là 12 tháng, cái thời hạn kỳ vay là 36 tháng, là dưới 36 tháng. Nhưng mà nếu như chúng ta hoàn vốn mà trước 12 tháng là chúng ta phải nộp phí phạt là 3.0, là 3%. Còn từ 12 tháng đến 24 tháng thì chúng ta chỉ còn là 2.5% thôi, và 24 tháng đến 36 tháng thì chỉ còn là 2 chấm. Và anh chị hoàn vốn sau 36 tháng thì sẽ được miễn phí phạt trước hạn. Đây là cái phần Trúc Loan chia sẻ cho quý anh chị này. Thì cũng tương tự như vậy, thì ở cái lựa chọn 2 này thì cái phần lãi suất ưu đãi thì nó lợi hơn là 6.0, nhưng mà cái phần lãi suất này nó sẽ tăng lên. Đây là biên độ, thì biên độ nó sẽ tăng lên. Còn cái mục mà phí trả nợ trước hạn này nó cũng tương tự thôi. Thì ở đây á, là sẽ là thời hạn là trả dưới 18 tháng là 3 chấm. Từ 18 đến 30 sẽ là 2.5. Và 30 đến 42 tháng thì sẽ là 2.0. Và anh chị trả nợ là sau 42 tháng thì sẽ là miễn phí. Đây. Rồi. Tiếp theo xuống dưới. Đây, tiếp xuống ưu đãi 18 tháng thì nó cũng tương tự như vậy, thì anh chị sẽ được vay trong nhờ là dưới 48 tháng. Đây, nó có hai lựa chọn. Thì 18 tháng sẽ là 7.2% và ở cái lựa chọn 2 là 7.0. Đó. Nó vẫn tương tự như ưu đãi 12 tháng. Nó đều như nhau hết, nên là Trúc Loan muốn giải thích để cho quý anh chị hiểu rõ hơn, để anh chị nắm bắt được cái tình hình tài chính của mình mà lựa chọn những cái khuôn quay nào cho nó phù hợp, để mình có thể tối ưu hóa được cái lãi suất nó thấp nhất có thể. Vâng, thì bây giờ Trúc Loan sẽ tiếp theo cái phần ưu đãi 24 tháng. Ưu đãi 24 tháng này nó chỉ có một lựa chọn thôi, là chúng ta vay trong vòng dưới 60 tháng. Đó, 60 tháng là có nghĩa là 5 năm đó. 5 năm chúng ta hoàn vốn trước 5 năm thì cái phần ưu đãi á, thì sẽ là 8.0. Và cái lãi suất sau ưu đãi á, là lãi suất cơ sở bình thường với lại cộng với biên độ là 3 chấm. Đó. Còn phí phạt thì vẫn như nhau, anh chị sẽ tính trong cái khoản nào cho nó phù hợp nhé. Thì tiếp theo thì Trúc Loan sẽ xuống cái phần ưu đãi 36 tháng. Thì cái phần này thì anh chị chú ý một chút nha. Thì Trúc Loan sẽ tư vấn này. Ưu đãi 36 tháng thì nó cũng có một lựa chọn, đó là dưới 60 tháng lãi suất ưu đãi là 9.0%. Còn cái lãi suất thông thường là lãi suất cơ sở cộng với biên độ là 3.2%. Đó, phí phạt á, là chúng ta sẽ trả là dưới 24 tháng á, thì 3 chấm, mà từ 24 đến 60 tháng á, thì 2 chấm, và trên 60 tháng thì chúng ta sẽ được miễn phí. Về cái phần này á, thì Trúc Loan xin chia sẻ với quý anh chị một chút, đó là trong tất cả 4 cái ưu đãi là 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng thì Trúc Loan chia sẻ cho quý anh chị là nếu như mà anh chị muốn quay và cái tiềm lực tài chính của quý anh chị cũng
không mấy khó khăn, hay là anh chị muốn mua mà để đầu tư lướt sóng, chẳng hạn như anh chị mua bất động sản để anh chị lướt sóng trong một thời gian ngắn á, thì anh chị nên lựa chọn cái khoản vay là ưu đãi 36 tháng này thì Trúc Loan cảm nhận nó sẽ lợi nhất. Thì để Trúc Loan phân tích cho quý anh chị hiểu rõ nhé. Thì khi chủ đầu tư á, thì quý anh chị cũng đã biết á, thì cái dự án bên Trúc Loan á, thì chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất là 30 tháng, đúng không? Thì 30 tháng thì bên ngân hàng á, thì lại ưu đãi lãi suất là 36 tháng. Thì 36 tháng mình trừ cho 30 tháng ra thì còn lại là chúng ta vẫn còn hưởng được 6 tháng. Đây, chúng ta sẽ vẫn còn hưởng được 6 tháng với cái mức lãi suất như thế này. Đó. Còn cái bên lãi suất này á, là sau khi chúng ta hưởng hết cái phần ưu đãi này thì chúng ta sẽ phải đóng là cái lãi suất cơ sở này là khoảng cho 8 chấm đến 9 chấm thì khoảng là từ 11 đến 12%. Đó là chúng ta sẽ trả với cái mức lãi là sau khi được ưu đãi. Đây, và còn cái phần này ấy thì thời hạn thì Trúc Loan anh chị hãy nếu như anh chị mà tính kỹ trong cái việc mà mình đầu tư lướt sóng thì anh chị nên chọn cái khoản mà cái thời điểm mà mình trả nợ thì anh chị sẽ chọn cái mục này là 24 tháng đến 60 tháng là cái thời hạn vay. Như thế là anh chị hoàn tất vốn thì khoảng ở tháng 37. Vừa mà vì sao Trúc Loan lại tư vấn như thế thì anh chị chịu khó nghe. Đây cũng chỉ là cái ý kiến riêng của Trúc Loan thôi, nên là quý anh chị chị hãy tham khảo qua thôi nhé. Dạ, thì Trúc Loan nghĩ là thế này này, thì sau 30 tháng chúng ta hưởng lãi suất của chủ đầu tư thì chúng ta sẽ không mất một khoản lãi nào. Chẳng hạn như anh chị quay 1 tỷ để mua dự án căn hộ nghỉ dưỡng Takashi Ocean Suite bên Trúc Loan đi, thì anh chị trong vòng 30 tháng anh chị không tốn một khoản lãi nào. Sau cái 30 tháng đó thì anh chị sẽ chọn cái ưu đãi này, đúng không? Chọn cái gói vay 60 tháng là 5 năm. Đó, 5 năm thì 30 tháng chúng ta không hưởng, chúng ta được hưởng lãi suất rồi, thì còn lại là 6 tháng. Đó, 6 tháng thì chúng ta chỉ việc trả là 9.0 thôi. Đó. Thì nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Đây, chúng ta sẽ hưởng được 6 tháng. Và sau 36 tháng này, đúng không? Hoàn tất xong cái việc mà ưu đãi cả bên chủ đầu tư và ưu đãi bên cả ngân hàng nữa, thì qua 36 tháng thì ở cái thời hạn kỳ vay này chúng ta sẽ trả từ 37 tháng. Qua 3 tháng 37 thì chúng ta sẽ hoàn tất vốn. Và tất cả thì chúng ta chỉ bị phạt khoảng 2.0 thôi. 2.0 thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ đỡ được cái phần này, cái phần lãi suất cơ sở cộng với 3.2%. Vì cái phần lãi suất này á, thì mỗi tháng nó rất là cao. Nên là nếu như anh chị muốn đầu tư lướt sóng thì anh chị không thể nào mà duy trì nó được lâu. Thì cái lợi nhuận nó đem về cho mình nó không có còn cao nữa. Chị Trúc Loan nghĩ là anh chị nên tính toán lại cái dòng tiền của mình. Nếu như có thể vay mua lướt sóng, mua để đầu tư, lúc đó thì anh chị cũng đã ra hàng rồi. Cái sản phẩm bên Trúc Loan thì sau 30 tháng nó đã hình thành nên. Và đến lúc đó thì cái giá trị của cái căn hộ nó cũng đã tăng. Thì đến lúc đó anh chị có thể bán ra và thu cái nguồn tiền về để hoàn tất cái khoản vay này. Đó. Tiếp theo là ở cái mục thứ 5, đó là tài sản đảm bảo, đó là chính bất động sản của khách hàng mua hoặc tài sản đảm bảo khác. Và cái mục thứ 6 đó là phương thức giải ngân, là ngân hàng giải ngân sau khi khách hàng thanh toán toàn bộ tiền vốn tự có hoặc ngân hàng giải ngân song song đảm bảo đến mọi thời điểm giải ngân, số tiền ngân hàng đã giải ngân không vượt quá tỷ lệ cấp tín dụng tối đa trên nhu cầu vốn đã được phê duyệt. Và cái mục thứ 7 đó là ân hạn nợ gốc, là ân hạn nợ gốc tối đa là 30 tháng kể từ khi thời điểm giải ngân hoặc đến khi nhận bàn giao nhà, tùy thời điểm nào đến trước. Thì cũng như Trúc Loan đã chia sẻ rồi, thì cái ân hạn nợ gốc tối đa 30 tháng này thì bên chủ đầu tư đã đảm bảo cho chúng ta, thì quý anh chị yên tâm.
Và cái mục thứ 8 đó là điều kiện giải ngân, là PVcombank chỉ giải ngân các khoản vay cho khách hàng mua nhà khi dự án có đầy đủ giấy tờ pháp lý trước khi chủ đầu tư mở bán dự án, như là văn bản xác nhận dự án, điều kiện đưa vào kinh doanh do cơ quan thẩm quyền cấp, giấy phép xây dựng, biên bản hoàn thành phần móng. Khách hàng cung cấp được hợp đồng mua bán ký giữa chủ đầu tư và khách hàng. Vì thế nên là quý anh chị hãy yên tâm, một cái sản phẩm mà nó đảm bảo đầy đủ các giấy phép hay là những cái văn bản pháp lý đầy đủ thì bên ngân hàng nó mới cho chúng ta vay. Nên là quý anh chị hãy yên tâm cái phần pháp lý bên dự án căn hộ nghỉ dưỡng Ocean Suite bên Trúc Loan nhé. Trúc Loan vừa mới phân tích thư ngỏ lời bên ngân hàng PVcombank đến cho quý anh chị khách hàng tham khảo và đầu tư. Thì Trúc Loan luôn mong muốn những sản phẩm, cái dự án của mình đem đến cho quý anh chị khách hàng đều tạo ra giá trị sinh lời dành cho quý khách. Chức trách của một chuyên viên bất động sản là tư vấn, lựa chọn và hướng dẫn cho quý anh chị khách hàng của mình lựa chọn những sản phẩm tốt, an toàn, đem đến nguồn lợi nhuận tối đa. Cảm ơn quý anh chị khách hàng đã theo dõi kênh. Trong quá trình tư vấn có vấn đề nào quý anh chị không hiểu thì hãy nhấc máy gọi Trúc Loan. Em luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của quý anh chị khách hàng. Trúc Loan xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.